Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang kiến nghị xây dựng luật thuế tài sản. Theo đó thì đất ở và nhà sẽ là các đối tượng chịu thuế. Riêng đối với nhà ở, Bộ đưa ra hai phương án, một là đánh thuế đối với nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên, hai là nhà ở có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên. Đề xuất đánh thuế nêu trên của Bộ Tài chính hiện đang thu hút sự chú ý của dư luận xã hội với nhiều ý kiến và quan điểm. Thậm chí có ý kiến cho rằng việc đánh thuế đối với nhà ở mức 700 triệu đồng trở lên nhắm trực tiếp tới bộ phận những người thu nhập thấp. Đồng thời, việc đánh thuế tài sản này cũng sẽ kéo giá bất động sản lên cao, khiến ước mơ sở hữu một ngôi nhà để an cư lạc nghiệp của nhiều người trở nên xa vời hơn. Vậy, đề xuất này của Bộ Tài chính sẽ tác động như thế nào đến người dân và doanh nghiệp? Liệu đề xuất này đã thực sự hợp lý hay chưa? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề tác động của luật thuế tài sản đối với nhà ở. Và trước tiên, kính mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Bộ Tài chính cho biết có 174 trên 193 nước thực hiện thu thuế tài sản dưới hình thức thu hàng năm trong quá trình sử dụng tài sản với nhiều tên gọi khác nhau. Ở Việt Nam, sau khi đánh giá, Bộ Tài chính thấy rằng thu thuế trong quá trình sử dụng tài sản, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP và mới chỉ điều tiết đối với đất. Do vậy, Bộ Tài chính cho rằng để tái cơ cấu nguồn thu ngân sách nhà nước, thực hiện cải cách hệ thống thuế, mở rộng cơ sở thuế, góp phần quản lý nhà nước đối với tài sản, khai thác tốt nguồn thu từ tài sản cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế, thì việc ban hành luật thuế tài sản là cần thiết. Bộ Tài chính xây dựng phương án thuế suất thuế tài sản đối với nhà thuộc đối tượng chịu thuế theo hai phương án là lấy ngưỡng chịu thuế là 700 triệu đồng hoặc lấy ngưỡng không chịu thuế là 1 tỷ đồng. Còn về các phương án thuế suất, Bộ Tài chính cho biết theo kinh nghiệm quốc tế nêu trên thì mức thuế suất thuế tài sản thấp nhất là 0,2%. Tuy nhiên, đa số các nước áp dụng mức thuế suất thuế tài sản cao, trong đó có một số nước trong khu vực như Indonesia 0,5%, Philippines 1% và 2%. Hai phương án thuế suất thuế tài sản được tính đến là áp dụng mức thuế suất thuế tài sản chung là 0,3% hoặc 0,4%. Bộ Tài chính cho biết với thuế suất 0,3%, dự kiến số thu thuế tài sản là khoảng 22.700 tỷ đồng nếu áp dụng ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 1 tỷ đồng, hoặc khoảng 23.300 tỷ đồng nếu áp dụng ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 700 triệu đồng. Còn đối với phương án thuế suất 0,4%, số thu thuế tài sản khoảng 30.300 tỷ đồng nếu áp dụng ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 1 tỷ đồng, hoặc khoảng 31.000 tỷ đồng nếu áp dụng ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 700 triệu đồng. Với tất cả các phương án trên, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện theo phương án thuế suất 0,4% và áp dụng ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 700 triệu đồng. Qua phần tổng hợp vừa rồi có thể thấy rằng, Bộ Tài chính đang nghiêng về phương án 700 triệu đồng với thuế suất là 0,4%. Vậy với phương án này của Bộ Tài chính sẽ tác động như thế nào đến người dân và doanh nghiệp? Kính mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau của phóng viên VITV. Theo đại diện Bộ Tài chính, với ngưỡng 700 triệu tính theo suất vốn đầu tư xây dựng sẽ hạn chế điều tiết đối với những người sở hữu nhà có giá trị không lớn, có thu nhập thấp. Việc chọn đánh thuế theo giá trị nhà mà không đánh thuế theo diện tích, dù phương án đánh thuế theo diện tích có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện và đặc biệt sẽ tác động mạnh đến toàn bộ người dân. Thì ai cũng có nhà, ai cũng phải có nhu cầu về nhà. Nhà ở là nhu cầu tất yếu rồi, ai phải có, thiết yếu rồi, rất thiết yếu. Thì như vậy là tôi nói là tác động đến mọi người dân trong xã hội, tác động rất lớn. Đất thì không lấy theo giá đất thị trường mà lấy theo đất theo bản giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố công bố hàng năm. Và đây cũng phù hợp với luật đất đai. Theo luật đất đai thì Ủy ban Nhân dân tỉnh hàng năm phải công bố về giá đất để làm căn cứ tính các nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đối với nhà, chúng tôi cũng không thể xác định được giá nhà thực tế. Đồng chí biết là hoàn thiện với nhà, mỗi nhà một khác, cùng mất vương như thế, cung cấp nhà nhưng ngay mỗi nhà đã có chênh lệch. Thì chúng tôi sẽ lấy theo suất vốn đầu tư theo Bộ Xây dựng mà này. Suất vốn đầu tư ấy, một mét vuông, hiện nay người ta tính là có từng loại cấp nhà, hạng nhà, biệt thự bao nhiêu, cấp 1, bao nhiêu, cấp 2, bao nhiêu, cấp 3, bao nhiêu, là đều có cái đó. Là một nhân viên văn phòng và hiện đang thuê trọ tại Hà Nội, anh Vân cho biết, trước đề xuất đánh thuế tài sản nhà trên 700 triệu của Bộ Tài chính, anh cũng đang phân vân, không biết nếu áp dụng thì mình có mua được nhà hay không và sẽ phải chịu bao nhiêu loại thuế nữa. Đối với một người đi làm công ăn lương
thì cái số tiền đấy là chi trả hàng tháng như vậy quá lớn, khiến người ta rất đắn đo để mua căn nhà. Khi đó có thể tôi sẽ nghĩ đến cái chuyện là tôi sẽ đi thuê nhà. Cùng quan điểm trên, nhiều ý kiến của người dân cũng cho rằng nhà phải chịu thuế tài sản là chưa hợp lý với mức sống của người dân hiện nay. Thực ra với thu nhập của mình nhá, nếu như mình sở hữu một căn nhà mà trên 700 triệu, một căn chung cư nhỏ tầm khoảng ở chỗ như là dưới Linh Đàm á, khu mạng đấy, thì cái thu nhập của mình hiện tại bây giờ lương cũng khoảng hơn 10 triệu. Chi phí nuôi hai đứa con thì cũng rất là nhiều thứ, thì như thế cũng khá là cao. Thế chưa hợp lý, tại vì để mà bây giờ nhà, mức nhà mà dưới 700 triệu thì đúng là gần như là không có. Tùy vào một số khu vực và mức thu nhập đầu người khác nhau, nếu mà áp hoàn toàn theo nước ngoài thì nó hơi không hợp lý một chút. Cả một cái quá trình đi lao động để có được một cái số tiền nhỏ nhỏ, đấy là cũng phải tích cóp 15-20 năm công tác mà cũng chưa đủ tiền, còn được sự hỗ trợ của gia đình và đi vay mượn nữa mới được cái số tiền như thế. Bây giờ lại còn đánh thuế người ta thì tôi thấy là hoàn toàn không hợp lý một chút nào. Nếu mà nói về nguồn thu ngân sách của nhà nước thì nói chung nó là cái trách nhiệm chung của toàn dân. Thế nhưng mà không, mình cũng phải tùy từng cái để mình xem xét, chứ không phải cái nào mình cũng coi như là cứ thu là thu. Như thế tôi cho là không hợp lý. Thì tôi nghĩ rằng 700 triệu tôi chưa chắc là mua được cái nhà ở Hà Nội. Mà mua được cái nhà tầm tiền tỷ thì rất là khó. Được hỗ trợ thì cũng phải đi trả chứ, vay thì phải trả chứ. Và điều đó đã là quá dài rồi. Cho nên là tôi nghĩ rằng nếu mà đánh thuế nữa thì là rất quá đáng. Cũng cùng quan điểm trên, đại diện doanh nghiệp này cho biết, hiện nay người dân xây nhà đã phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, quyền sử dụng đất. Tỷ lệ những cái căn hộ mà giá trên 700 triệu ấy, thì như thế đến những căn thu nhập thấp hiện nay cũng, nếu mà tính bình quân mà khoảng 13-14 triệu mét mà nhân 7 mét đã có giá trên 700 triệu. Thế thì rõ ràng là nhà nước đang đưa ra một cái chính sách thuế là gì, bị chồng dẫm lên chân nhau về vấn đề có chuyện là một bên thì ông hỗ trợ cho người dân, người thu nhập thấp mua nhà, một bên ông lại đưa ra một cái giải pháp là thu thuế của người ta. Thời gian qua thì rõ ràng là gì, chúng ta áp dụng thuế như những nước phát triển, nhưng mà chúng ta chưa làm được cho dân như những nước phát triển đang thực hiện cho họ. Với cái mức thu thuế như hiện nay tôi thấy là nó chưa được hợp lý, chưa được khoa học mà chưa được áp dụng đa dạng đối tượng đó, một cách phù hợp. Hiện nay, nhà ở dành cho người có thu nhập trung bình thấp cũng đã xoay quanh vùng giá từ dưới đến chạm ngưỡng 1 tỷ đồng. Và rõ ràng, để có một căn nhà, người dân đã cõng nhiều loại thuế phí. Nay Bộ Tài chính đề xuất thêm thuế tài sản. Cả quá trình đi lao động tích góp được một số tiền nho nhỏ ít nhất khoảng 20 năm mà vẫn chưa đủ tiền. Còn cần cả số tiền hỗ trợ từ gia đình và đi vay mượn mới được số tiền như thế. Mà bây giờ lại đánh thuế tài sản người mua nhà sẽ tạo thêm gánh nặng cho người có thu nhập trung bình thấp trong xã hội. Mặc dù không phản đối xây dựng dự án luật thuế tài sản mà Bộ Tài chính đang xây dựng, nhưng nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về ngưỡng mức chịu thuế và mức thuế suất được đưa ra. Theo đó, thì các chuyên gia cho rằng cần phải cân nhắc thận trọng với thuế tài sản để làm sao sắc thuế này nhắm đúng vào đối tượng cần thu, nếu không rất dễ cao bằng giữa người có nhu cầu nhà ở thực sự với các đối tượng đầu cơ. Theo đề xuất của Bộ Tài chính, với một ngôi nhà có giá trị trên 700 triệu đồng, người dân sẽ phải chịu mức thuế cho phần vượt từ 0,3% đến 0,4% một năm. Nhiều ý kiến cho rằng đặt mức sàn như vậy là quá thấp bởi vì nó vượt cả giá trị nhà ở xã hội được mua theo ưu đãi của nhà nước. Rõ ràng là cái nội dung với cái thiết kế từ thuế suất đến cái giá trị đánh thuế thì nó đi ngược lại hoàn toàn cái mục đích đặt ra. Hoàn toàn là không nhằm đến cái người đầu cơ, hoàn toàn là không nhằm đến những cái người mà thực sự là có những cái tài sản để lãng phí không sử dụng đến, mà cuối cùng thì là vào bất cứ ai và chỉ đơn thuần là nhìn vào một con số, và cái tài sản đấy thì là hoàn toàn là những người bình thường nhất, những cái gia đình nghèo cũng vẫn có thể là phải nộp thuế, thì cái bất hợp lý, không thể nào so sánh với quốc tế, với thế giới được, vì cái môi trường pháp lý, cái an sinh xã hội, cái đặc điểm nó hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn như là người ta không có nhà nhưng người ta vẫn có nhiều tài sản, vẫn đi du lịch và vẫn cứ cuộc sống là đảm bảo như của mình ấy, thì cả cuộc đời tích góp vào cái gì, có mỗi cái nhà không có cái gì kèm theo nữa, không có cái gì đảm bảo cho cuộc sống. Thuế tài sản, mục tiêu nhằm điều tiết việc chiếm hữu tài sản của xã hội, phân phối lại các nguồn tài sản đó, tránh tình trạng có người chiếm hữu quá nhiều, có người lại không có cơ hội. Do vậy, nếu đặt mức sàn quá thấp,
ảnh hưởng đến phần lớn người có nhà ở thì theo các chuyên gia khó đạt được mục tiêu luật thuế hướng tới. Cái mức 700 triệu có phải là cái mức mà những cái người ở cái mức chiếm hữu nhiều hơn, hay là 700 triệu đấy là cái mức mà đại đa số mọi người đều đang sở hữu nhà đó? Tôi cho rằng có lẽ đây là cái điều chúng ta cần phải cân nhắc. Chúng ta nên xác định một cái mức khởi điểm đánh thuế ở cái mức ít nhất là ở cái trung bình của xã hội trở lên. Những người nào đang chiếm hữu một cái mức gọi là phổ biến trung bình, đấy là cái điều bình thường. Còn những người nào trên mức trung bình đó, chúng ta nên có một cái mức thuế để điều tiết những hành vi của họ. Là cái sắc thuế này không phải chúng ta áp dụng dàn đều, mà có thể nói là các cái đô thị là cơ bản và cái sắc thuế này nó phải áp dụng cho từng cái địa điểm hoặc là từng vị trí. Chúng ta không thể áp dụng một cách dàn trải, mà chúng ta có khác biệt là những cái khu đắc địa hoặc là trung tâm đô thị, rõ ràng cái giá nó phải cao hơn, nó phải cái mức thuế nó phải cao hơn so với các cái vùng quê và vùng nông thôn hoặc là các cái tỉnh lẻ. Rõ ràng chúng ta cần phải chia ra như vậy thì nó mới công bằng. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng việc áp dụng luật thuế tài sản có thể dẫn tới việc thuế chồng thuế, bởi để có một căn nhà, người dân đã phải chịu nhiều loại thuế, phí khác như thuế sử dụng đất hàng năm. Khi xây dựng nhà ở, người dân còn chịu thêm các khoản thuế VAT cho các loại vật liệu xây dựng. Ngoài ra, người dân mua nhà chung cư còn phải chịu thuế VAT và cả thuế thu nhập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được tính vào giá bán. Nếu phải chịu thêm thuế tài sản, sẽ thêm một gánh nặng. Và trong đó hạn chế quan trọng nhất ở đây chính là cái mức khởi điểm của thuế nhà, với dự kiến mà nghiêng về sự lựa chọn là 700 triệu và hệ số là 0,4% của tổng giá trị. Và nếu tính cả đất cũng theo một cái hướng như vậy thì rõ ràng đây là một gánh nặng thuế rất lớn cho người dân. Theo một số tính toán thì nó có thể làm tăng cái mức thu tiền thuế nhà đất như hiện nay đấy lên hàng chục lần, thậm chí còn cao hơn nữa nếu thực hiện theo cái gọi là giá thị trường. Dân đã phải đóng tiền sử dụng đất, tiền thuế đất hàng năm. Vậy lý do gì tại sao đến hôm nay lại phải đóng tiếp một cái loại thuế nữa trên cùng cái tài sản đó, cùng mảnh đất đó, cùng căn nhà đó, với một tên gọi khác là thuế tài sản? Đấy chính là cái câu chuyện mà trong cái cách làm chính sách của ta đang có rất nhiều bất cập. Việc ra thuế tài sản rồi thì có được loại trừ cái thuế nhà đất kia không? Và thuế nhà đất kia tính trên cơ sở nào thì bây giờ có được kế thừa sang để tính cho thuế tài sản với một định mức và cái cách tính mang tính khoa học hơn không? Trong quá trình hội nhập, việc hoàn thiện các chính sách thuế để tránh thất thoát thuế, thu đúng, thu đủ là điều tất yếu. Tuy nhiên, các loại thuế và mức đánh thuế phải làm sao không tạo nên những cú sốc về tài chính đối với người dân, được người dân chấp thuận. Là trong cái quá trình hội nhập và hoàn thiện chính sách thuế, thì thuế nhà và thuế bất động và thuế tài sản nói chung ấy, vẫn cần được hoàn thiện. Nhưng mức đánh phải làm sao đó nó không tạo sốc so với cái mức thu thuế đất hiện nay. Ví dụ hiện nay một căn nhà cỡ khoảng độ 70 mét ở Hà Nội trung bình thuế đất cỡ khoảng độ 500 nghìn trên dưới, thì thuế nhà nếu có cũng chỉ ở mức độ như vậy. Vậy tổng số tiền thuế nhà đất hiện nay nó sẽ không quá 1 triệu, ví dụ như vậy, cho một năm. Thì như vậy nó sẽ phù hợp với cái mức chịu đựng của người dân. Còn sau 5-10 năm, một cái thời gian ổn định nữa, chúng ta sẽ tiếp tục có một sự điều chỉnh theo cái hướng như là điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân hoặc điều chỉnh cái lần tối thiểu. Thuế tài sản ở nhiều nước được xem là nguồn thu quan trọng trong ngân sách. Một số nước đã áp dụng từ lâu. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng đó là những nước phát triển, an sinh xã hội tốt và họ thu thuế để tái đầu tư cho phúc lợi xã hội. Nếu đem áp dụng thuế này vào Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, mức thuế nào là phù hợp với điều kiện và khả năng chịu đựng của người dân là điều ban soạn thảo cần phải cân nhắc thật cẩn trọng. Theo văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về đề nghị xây dựng dự án luật thuế tài sản của Bộ Tài chính, việc Bộ Tài chính gửi xin ý kiến rộng rãi về đề nghị xây dựng dự án luật thuế tài sản là thực hiện theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong giai đoạn nghiên cứu đề xuất chính sách để đề nghị đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, chưa phải là xây dựng dự án luật. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng dự án luật thuế tài sản của Bộ Tài chính, vì theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh chỉ được Chính phủ xem xét cho ý kiến sau khi đã lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và được Bộ Tư pháp thẩm định.
Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc có nhiều thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại trong các chương trình tiếp theo.